nay là mùng 9 tháng 10 2020. Tôi tiếp nhận một ca đau thần kinh sau zona khá là nặng. Bệnh nhân là bị ở cánh tay. Thì chúng ta hiểu qua xem đau thần kinh zona sau zona là cái gì. Thì bản chất của nó là sau khi tổn thương bằng virus. Theo khoa học dễ hiểu. Mình cái điểm phòng rộp nó sẽ hết. Để lại tổn thương sâu bên trong. Cái này về phục hồi cái này chúng ta hiểu rõ về bản chất của nó. Thì đối với học hiện đại là không xử lý được tình trạng này. Còn đối với đông y tôi thì hiểu khá nhiều. Các y văn cổ và cho đến bây giờ không có tài liệu nào nói chữa được đau thần kinh xong rồi này. Tại sao tôi lại nghiên cứu về cái bệnh này? Bởi vì thứ nhất là người nhà của tôi bị rất là nghiêm trọng. Hoặc toàn bộ cái vùng bụng bị cánh tay bị rất nặng. Tôi nghiên cứu thấy khá là lo lắng. Thì tập trung châm cứu cho họ kiểu cái tiết đoạn thần kinh thì bệnh nhân khỏi. Thì đối cánh tay thì tôi nghiên cứu thì thấy là khỏi rất là nhanh. Bệnh nhân mà bị ở tay thì thường rất nhanh khỏi. Nhưng chúng ta phải hiểu sao cho đúng. Chữa cái nào nó hợp lý, hiệu quả ta chữa. Bệnh nhân bị đau thần kinh sau zona không nên chữa bằng y học hiện đại. Bởi vì hiệu quả của nó chỉ cắt được cơn chứ không phải là chữa khỏi. Còn đối với châm cứu thì chữa khỏi cái này hoàn toàn được. Nhưng bệnh nhân cố gắng thì chữa càng sớm càng tốt. Cái này là ca trung bình là họ mới bị. Anh bị này bao lâu rồi? Một tháng rồi. Một tháng rồi? Ừ. Nhà mình ở đâu? Ở Bắc Ninh. Nó đau như thế nào? Nó đau nhức với bút. Nó đau liên tục hay gì hả? Đau liên tục rồi. Anh lại điều trị như thế nào rồi? Em cũng được ở bệnh viện y học cổ truyền nhưng mà bớt. Và được mấy hôm nhưng mà nó không thấy nó đỡ một tí nào. Nào xem internet hay đây. Bây giờ tôi sẽ đưa ca sang bên này gặp một ca vô cùng nghiêm trọng. Tôi cho mọi người biết sao tây y họ không chữa được, còn đông y cũng không luôn. Đây là một ca rất nghiêm trọng, đây cũng là cánh tay giống như anh đấy, người ta nhìn thấy sẹo. Bài bị này lâu chưa? Đã 2 năm. Nó đau liên tục. Mới thì nó đau liên tục, sau thì 4 tháng. Cắt cơn thì nó bớt đi. Nó bớt. Thế bây giờ nó còn tình trạng thế nào? Cho thì nói nó giật. Nó giật, nói như là nói như là kim châm kiểu liên tục à? Liên tục. Nó có độ 2. Chào cả nhà nhé. Thế bà đã điều trị như thế nào? Đi nhiều viện đi. Nhiều rồi, ra liễu mấy lần rồi, xong lại chán rồi, xong lại bà lên rừng ta một cái cây thuốc và chữa, xong lại hết. Trong đối với đồng nghiệp tôi chia sẻ như sau. Thứ nhất chúng ta dùng phương pháp dùng mới thì chúng ta dùng phương pháp tả. Tay thế này chúng ta dùng cái kinh dương, kinh dương của tay chúng ta tả thì chúng ta có thể chọn một số tiết đoạn ở trên vùng cổ gáy hết sức kiên trì thì người ta sẽ khỏi. Còn đối với ai người ta không kiên trì thì chúng ta dừng luôn. Đấy, cố gắng thì mới đạt được kết quả tốt. Còn cái sự truyền hóa của tôi là truyền hóa là có thật. Trên thực tế bệnh nhân như thế này, mục đích để giúp cho bệnh nhân càng nhanh còn càng tốt. Chúng ta phải cố gắng rồi đấy. Bà cố gắng lên nhá. Hôm nay bà mới lên đúng không? Đấy, vất vả. Nhà mình ở đâu? Ở Bắc Giang. Bây giờ ok.